Các bạn đang xem trên tay tôi đây là combo. Combo bao gồm có lọc gió động cơ. Đây là lọc gió động cơ, lọc gió động cơ. Và đây là lọc gió điều hòa, lọc gió điều hòa. Và đây nữa là lọc nhớt, lọc nhớt, lọc dầu, lọc nhớt của dòng xe Mitsubishi Xpander, được sử dụng ở dòng xe Mitsubishi Xpander. Đây, lọc gió. Đấy, các bạn nhìn. Đấy. Thì cái sản phẩm này là mình chia sẻ các bạn luôn, hàng này là hàng tốt vỏ Mitsu, hàng OEM, hàng thay thế thôi nhá. Không phải hàng xịn chính hãng, mình khẳng định luôn nó không phải là hàng xịn chính hãng các bạn nhá. Cái gì ra cái đấy rất rõ ràng. Đấy. Bên Mitsubishi An Việt thì các bạn hoàn toàn yên tâm mua hàng, bên mình thì chất lượng mình làm 20 năm nay rồi. Cái gì nó là hàng xịn chính hãng thì phải là xịn chính hãng, hàng thay thế là hàng thay thế. Đấy các bạn nhé, đây, hàng thay thế. Đấy, cái này cũng là hàng thay thế, hàng OEM đấy nhé, không phải hàng xịn chính hãng. Đó, lọc gió động cơ, lọc gió điều hòa, combo cả bộ luôn. Đấy thì sau một thời gian các bạn đi, thông thường các bạn sẽ phải thay thế những cái này. Thì đây là cả bộ, giá thành nó cạnh tranh hơn rất là nhiều. Đấy thì rất mong anh em sẽ liên hệ ủng hộ Phụ tùng Mitsubishi An Việt.